Tử vi tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 năm Mạng, năm 2022, vận may liên tiếp ùn ùn kéo tới, giàu như vũ bão. Vâng, hoan hỉ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông và may mắn. Thưa quý vị và các bạn, nếu mà bạn đang muốn biết trong năm mới 2022 Nhâm Dần này thì mình có thể gặp phải những khó khăn hay trắc trở nào, hãy xem tử vi cho tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 nam mạng trong năm mới 2022 Nhâm Dần. Bởi vì dựa vào sao chiếu mệnh hạn tuổi và các sao chiếu theo năm thì bạn có thể dự đoán được chính xác những điều gì. Hãy cùng lắng nghe những luận giải về tử vi cho tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 nam mạng trong năm 2022 Nhâm Dần này. Qua lá số tử vi sẽ không chỉ giúp bạn biết được những điều sắp xảy đến trong năm mới, việc này còn giúp cho bạn biết được đó là tốt hay xấu, diễn biến và kết quả cho sự việc này là như thế nào. Và trường hợp nếu như là trong năm tới có nhiều khó khăn trắc trở thì bạn nên làm gì để có thể may mắn và thuận lợi hơn. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng đến với phần luận giải chi tiết. Tổng quan vận mệnh tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 nam mệnh trong năm 2022. Xét về vận hạn năm Nhâm Dần 2022, Giáp Thân sinh năm 2004 nam mệnh gặp phải sao chiếu mệnh, sao La Hầu, vận hạn Tam Kheo, hạn Tam Tai. Năm 2022 Nhâm Dần, gia chủ Giáp Thân sinh năm 2004 nam mệnh phạm Tam Tai. Hạn Hoang Ốc không phạm Hoang Ốc, Kim Lâu rơi vào hạn Kim Lâu. Về địa chi, Thân gặp dần xung khắc địa chi, cần phải hết sức chú ý, xấu trên các phương diện. Xét về mối quan hệ thiên can giáp dương mộc gặp nhâm dương thủy là thực thần, nghĩa là Thân bị sinh xuất tiết mất khí, nên năm nay các gia chủ tuổi Giáp Thân cần phải hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi việc. Một chút sơ suất có thể khiến cho mọi sự cố gắng của bản mệnh đổ sông, đổ biển. Gia chủ cũng cần phải chú ý tiểu nhân ganh ghét quấy phá trong công việc cũng như trong gia đình. Trong năm Nhâm Dần 2022, gia chủ tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 cần phải chú ý tháng Nhâm Dần, tháng 1 âm lịch, từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 2 tháng 3 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ tuổi Giáp Thân sinh năm 2004. Vào những ngày này cần phải hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không đâu ập tới. Xem sao chiếu mệnh vận hạn và cách hóa giải cho Giáp Thân sinh năm 2004 nam mệnh. Trong năm 2022, nam mệnh Giáp Thân sinh năm 2004 năm nay gặp sao La Hầu chiếu mệnh. Đây là một hung tinh thuộc vào hành kim. Đây chính là sao hạn mang đến những điều không may, bất kể đó là nam hay nữ đều phải cẩn thận. Người bị sao La Hầu chiếu mạng thì rất dễ bị tao tán tiền bạc, đa sầu, đa cảm, hay bệnh tật và khẩu thiệt thị phi. Nghĩa là sao này rất chủ mồm miệng, dễ gặp phải các chuyện thị phi liên quan đến công quyền và tranh chấp, hoặc sẽ có chuyện phiền muộn trong lòng không đáng có. Ngoài ra thì người gặp sao này cũng cần phải chú ý các bệnh về máu huyết và tai mắt. Những người mệnh hỏa và mệnh kim gặp sao này sẽ nguy hiểm hơn nhiều. Đàn ông khi gặp sao này chiếu mệnh mà người vợ có thai thì trong năm đó sẽ được hên may, làm ăn phát đạt. Bên cạnh đó, khi người vợ sinh sản cũng sẽ được bình an. Hóa giải, dâng sao giải hạn hàng tháng vào lúc 21 giờ đến 23 giờ ngày mùng 8 âm lịch, lập bàn thờ để dâng sao giải hạn. Vì đây chính là thời điểm sao La Hầu đăng viên, có nghĩa là chiếu sáng nhất. Hãy lập bàn thờ cúng quay về hướng Bắc với 9 ngọn nến xếp theo hình bên dưới, bài vị màu vàng có ghi dòng chữ Thiên Cung Thần Thủ La Hầu Tinh Quân. Cùng với các lễ vật cần thiết như trầu cau, đinh tiền vàng, hương hoa và nước để chuẩn bị cho lễ cúng, hoặc có thể vận dụng yếu tố phong thủy để khắc chế. Vì sao La Hầu là sao xấu nên áp dụng nguyên tắc sao xấu thuộc ngũ hành nào tiết giảm đi. Do đó, đối với sao La Hầu, ngũ hành là kim, cần phải dùng thủy tiết chế để hóa giải. Đó là đeo những đồ trang sức đá quý màu đen như đá núi lửa, thạch anh đen, thạch anh tóc đen nhằm tiêu trừ vận hạn xấu, không may mắn xảy ra cho gia chủ khi bị sao La Hầu chiếu mạng. Tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 nam mệnh, năm nay gặp hạn Tam Kheo. Nhắc đến hạn Tam Kheo chiếu mệnh này, người xưa có hai câu thơ lục bát như sau. Huỳnh tiền, bệnh nặng nguy vong,
tam kheo đo mắt, đề phòng, tay chân. Có nghĩa là tam kheo là hạn xấu chủ về sức khỏe, chú ý đến các chấn thương ở tay chân. Người nào gặp hạn này không nặng thì nhẹ, tai ương kéo đến bất ngờ. Bất kể là ai, gặp hạn này đều mắc bệnh về xương khớp tay chân. Nhẹ thì đau nhức mệt mỏi, nặng thì đa chấn thương, gãy xương. Tham gia lưu thông dễ xảy ra tai nạn nguy hiểm đến chết người. Trong cuộc sống thì chịu cảnh tai tiếng thị phi, tình cảm trong các mối quan hệ dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi. Bị người xung quanh lên án, phê bình, châm biếm, coi thường. Đặc biệt, người gặp hạn này chịu nhiều áp lực về tâm lý, bất an, lo lắng. Mỗi niên hạn gặp phải sẽ có cách hóa giải khác nhau. Hóa giải ở đây không có nghĩa là ngăn cản điều xấu không xảy ra. Hóa giải chỉ nhằm giảm bớt tai ương xui xẻo có thể xảy ra trong tương lai. Về sức khỏe, cần phải tránh việc đi lại để giảm thiểu các tai nạn bất ngờ. Trong cuộc sống, gia chủ nên nhẫn nhịn trong mọi tình huống, tìm cách giải quyết an toàn và thích hợp. Cần chú ý lời ăn tiếng nói, tránh những thị phi không mong muốn. Luận tử vi tuổi Giáp Thân, sinh năm 2004 nam mệnh, theo tháng âm lịch trong năm 2022. Tháng 1, vui xuân đầu năm cùng với thành viên trong gia đạo. Quý bạn tuổi Giáp Thân, làm việc gì cũng nên cân nhắc bởi có thể không được như ước muốn. Tháng 2, sức khỏe của quý bạn trong tháng này không được tốt, cuộc sống có sự phiền muộn, ra ngoài cẩn trọng có thể mất mát về tiền bạc, của cải. Tháng 3, quý bạn được quý nhân giúp đỡ trong tháng này, tuy nhiên đây là tháng gia đạo quý bạn ốm đau bệnh tật, có thể lâu khỏi. Tháng 4, đây là tháng quý bạn có lộc về tiền bạc đưa tới, sức khỏe, dù ốm đau bệnh tật cũng nhanh chóng khỏi bệnh. Tháng 5, trong tháng này quý bạn đón nhiều tin vui về mặt tình cảm, trong họ hàng nội tộc đón tin vui như tiệc hỷ tín đưa tới. Tháng 6, gia đạo quý bạn sinh năm 2004 Giáp Thân nam mạng có sự sửa sang hoặc mua sắm những đồ vật mới. Tháng 7, tháng này quý bạn có sự tiêu hao nhiều về tiền bạc, ngoài ra chú ý đến các bệnh liên quan nhức mỏi tay chân. Tháng 8, công việc kinh doanh làm ăn của bố mẹ quý bạn trong tháng 8 có sự thay đổi nhiều, tuy nhiên khi đi ra ngoài cũng cần chú ý lời ăn, tiếng nói. Tháng 9, đây không phải là tháng tốt cho chuyện tình cảm quý bạn. Bên cạnh đó, công việc học tập kết quả cũng không được như ý muốn. Tháng 10, tháng này gia đạo quý bạn thiếu hòa khí hay xảy ra những mâu thuẫn hoặc xung đột, cùng với đó cẩn thận di chuyển xe cộ. Tháng 11, được hưởng âm phù cũng như dương trợ, nên đây là tháng rất tốt của quý bạn. Việc gì tiến hành trong tháng này cũng đều có thể hóa hung thành cát. Tháng 12, công việc học hành của quý bạn trong tháng cuối năm không được tốt, chú ý hạn chế tai nạn về miền sông nước. Tổng kết tử vi tuổi Giáp Thân, sinh năm 2004 nam mệnh, trong năm Nhâm Dần 2022. Về phương diện học tập, năm Nhâm Dần 2022, các bạn tuổi Giáp Thân xung Thái Tuế thuộc vào một trong những loại vận xung con giáp, có thể nói sẽ là một năm đối đầu với nhiều sóng gió, luôn gặp bất an, nên về phương diện học hành có nhiều trắc trở. Người sinh năm 2004, nạp âm, ngũ hành là tuyền trung thủy. Người tuổi này tâm tính ôn hòa, nhẹ nhàng. Gia cảnh, tuổi thân lúc trẻ rất hiếu động, tư duy linh hoạt, rất tò mò với những cái gì mới mẻ, dễ phân tán tinh thần trong học tập. Có nhiều cơ hội tham gia các hoạt động ngoại khóa nên không chú ý học hành. Năm nay đánh dấu một bước chuyển mới khi các bạn phải đối mặt với kỳ thi quan trọng nhất đời người, đó chính là kỳ thi đại học và tốt nghiệp. Bản mệnh, nếu muốn đỗ cao, đạt được kết quả như mong muốn thì cần phải có ý thức tự giác ôn luyện. Sao Văn Xương là sao chủ về học tập. Từ thời xa xưa, người ta cho rằng đây chính là vì sao tinh tú, nắm giữ công danh, văn vận của thế nhân. Năm 2004, Giáp Thân, phương vị Văn Xương tính theo thiên can của năm sinh Giáp là ở phương vị Đông Nam, ở trong phòng học. Tại phương vị đó, các bạn đặt một bàn học, vật phẩm kích Văn Xương và luôn giữ sạch sẽ để tạo không gian học tập tốt nhất. Để đem lại may mắn trong học tập cũng như trong cuộc sống, thầy Gia Cát khuyên các bạn hãy mang theo vòng tay, tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Giáp Thân sinh năm 2004. Để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Về sức khỏe, nhìn chung năm nay tình hình sức khỏe của con giáp tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 khá ổn định. Bạn đã duy trì được lối sống lành mạnh và thấy được những cải thiện đáng kể.
Khi làm việc và học tập, bạn không được làm quá sức khiến khả năng tập trung bị giảm sút, dễ bị sai giấy tờ. Hơn nữa, khi xuất hành cũng phải cẩn trọng, nếu có thể thì nên để người khác cầm tay lại. Người tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 còn rất trẻ, thường bị cuốn vào học tập và tình yêu mà quên mất việc chăm sóc bản thân. Thời gian này bạn nên có một chế độ nghỉ ngơi, ăn uống, luyện tập nghiêm túc với chính mình. Ngừng ngay suy nghĩ còn trẻ, còn khỏe và bỏ bê bản thân bạn nhé. Về tình cảm gia đạo. Về phương diện tình cảm của người tuổi Giáp Thân sinh năm 2004, trong năm nay không thật sự khởi sắc. Với những người độc thân, mặc dù một vài mối nhân duyên sẽ đến với bạn, nhưng tất cả đều không thành. Bạn sẽ tìm được đối phương tại nơi làm việc, nên hãy tích cực bắt chuyện tham gia các hoạt động tập thể vì đó chính là cơ hội dành cho bạn. Mệnh chủ trong năm nay sẽ cần phải sử dụng vòng cổ bát bảo tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây chính là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là tuổi Giáp Thân sinh năm 2004. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi cho tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 nam mạng trong năm 2022 nhâm dần. Qua đó thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong năm mới 2022 nhâm dần. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh và chọn vào tín hiệu quả chuông để nhận thông báo từ kênh quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.